Chiến chào khách, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2022. Rồi, vị đại gồm có ba bê pháp kem, ba bê cơ bắp, ba bê kem. Mời chúc anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đang tại xem xét cùng tham khảo, xem xét chuộng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Nguyên cái lô bò 7 tháng phía bên đây là bò pháp kem, ba bê cơ bắp. Cái lô bò lỡ phía đây, cái lô bò lỡ phía đây là bò 9 tháng 10 tháng có. Thế này thì phía đông này mấy con 8 tháng này. Ba con là bò lớn khi đứng bên ngoài là bò 10 tháng. Để rồi đi qua sân lân bản đồ để quý khách xem dễ phân biệt. Mình cái lô pháp kem 3B mấy đây. Cao của bò là 1m1 bò. Có mấy con 5m 5 thân à, còn như là 1m1 bò. Con 1m1. Phía đây là giá thì 22.500.000. Còn phía bên đây bò lỡ phía đây là 27.500.000. Còn mấy con lớn phía trong này phía đây là 25.500.000. 22.500.000. Miếng cái lô đây. Đây bò đã tuyển chọn rồi, những con nái lớn nền sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao, xương to đòn dày lưng thẳng. Cực khổ luôn. Mông đùi rất là đều. Phần đầu của nó là viêm vai rất thở. Bắp kem 3B. Nguyên cái lô pháp kem thế này. Bà bê chỉ có giá là 22.500.000. Còn mấy mà lỡ như cái lô lỡ phía trong này là 25.500.000. Còn mấy quà lỡ lớn phía đây, phía đây là giá 27.500.000. Nguyên cái lô bò lỡ 8 tháng 10 tháng phía đây là 27.500.000. Còn cái lô phía đây 7 tháng phía đây là giá 22.500.000. Quý khách vui lòng gọi đến Zalo của đại là 0395168767. Đại bò tư chiến. Thời gian đến với trại xem, quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận quay Zalo là một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, viêm vai, sân lưng, bản đồ. Quý khách gọi đến mình báo giá công khai từng con một để quý khách biết luôn. Mình báo giá tân nguyên cái lô phía đây tầm 5, 10, 15, 20, 25, 30 trại bò mình có sẵn lúc nào cũng trại rất là đông để quý khách xem chốt. Thì quý khách gọi đến thì quý khách chốt xong mình sẽ đứt sơn trên bản đùi mỗi một con số thứ tự riêng để quý khách xem dễ phân biệt. Để mà để riêng hai ba con bò cơ bắp quay riêng để cho quý khách xem. Giờ mình quay nguyên cái lô bò pháp kem dưới AB phía này là báo giá là nguyên cái lô bên đây là 22.500.000. Bên đây là 25.500.000. Lớn bên đây nữa thì giá là 27.500.000 bò lỡ 10 tháng. Xương rất là to. Mông ghim vai rất là hở này. Bò lỡ bên đây. Tầm 2 con, 3 con cũng giao luôn. Có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Con bò lỡ cái này 27.500.000 bò lỡ. Bò này không gần 10 tháng hết đây. 8 tháng này. Cái lâu này 8 tháng, còn lâu phía ngoài đó là 10 tháng bò lớn. Còn phía đây là 7 tháng.
video. Cảm ơn quý khách đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.